Xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh game Lộng Mobile. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến anh em một con game là Wannabe nha anh em. Thì con này là một con game có cả là Android lẫn iOS luôn nha anh em. Thì anh em có thể chiến cái con này ha. Thì con này là sẽ chính thức open server mới cho anh em chơi nha. Thì trước khi đi vào những cái thông tin chi tiết thì mình sẽ giới thiệu qua sơ qua cái con này nha anh em. Thì con này sau khi mấy anh em vào tạo nhân vật xong á, chạy những cái nhiệm vụ đầu á, thì ở đây mình thấy là anh em được 80 triệu kim cương đây, và lên được một cái level là 76 nha anh em. Thì con này sẽ free cho anh em là một cái bộ của đi tân thủ luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi gửi đến cho anh em những cái thông tin chi tiết của con này ha. Rồi thì đây là cái bay chính thức của con là Wannabe nha anh em đấy. Thì con này sẽ chính thức open server 21 vào lúc 19 giờ ngày 18 tháng 6 năm 2024 nha anh em. Thì đây là một cái đội hình 6 tướng ha. Thì trước tiên thì anh em sẽ đi tải game nha anh em. Thì anh em sẽ vào cái trang chủ ha. Đây, trang chủ là hải tặc dsgame.mobi. Thì ở đây nó có đầy đủ tất cả các link cho mấy anh em tải nha. Có Android nè, iOS nè. Thì anh em nào cần hỗ trợ thì có thể liên hệ trực tiếp AD nha anh em. Rồi thì con này sẽ tặng cho mấy anh em là con này mấy anh em sẽ nâng cấp lên được cái tướng là 120 sao nè, max level là 17k nè. Đấy, ải thứ luyện max là 1000 tầng nè, để anh em tha hồ mà luyện luôn nha anh em. Boss bang nè nâng cấp lên đến 260 boss ha. Đấy, đây là những cái phiên bản update mới nhất nha anh em. Rồi thì đây là một cái bộ cô đi tân thủ của mấy anh em ha. Thì anh em sẽ nhập nó trong phần quản lý tài khoản của mấy anh em nha anh em. Thì ngoài cái cô đi tân thủ á, thì anh em có thể làm thêm cái nhiệm vụ là lái xe nè. Thì ở đây á, là mình thấy anh em làm đầy đủ tất cả các bước á, đủ điều kiện á, thì anh em sẽ nhận được một cái quà lái xe là 50 triệu kim cương. Đây, rất là ngon nha anh em. Và rất nhiều event trên fanpage nha anh em có thể ghé thông fanpage để biết thêm những cái thông tin event nha anh em chơi những cái sự kiện này nha anh em. Rồi thì anh em sẽ đi vào cái phần quản lý tài khoản của mấy anh em ha, để mấy anh em nhập code nha anh em. Thì đây là cái phần quản lý tài khoản của mấy anh em ha. Sau khi mấy anh em đăng nhập thành công thì mấy anh em sẽ thấy một cái giao diện như thế này nha. Thì anh em sẽ chọn phần gift code nè. Thì ở đây nó có nguyên một cái danh sách code chung của mấy anh em ha, nó giống như trên fanpage nha anh em. Đây, bộ code nè. Rồi thì anh em sẽ nhập nó tất cả vào cái server mới nha anh em, server 21 ha, sẽ chính thức open ngày hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2024 nha anh em. Thì anh em sẽ lấy ở đây và anh em nhập ở đây, anh em lấy hết ha. Thì anh em nhập hết nha anh em. Thì sau khi mấy anh em nhập xong thì mấy anh em sẽ vào game nè. Đây. Thì mấy anh em sẽ vào cái phần thư ha, thì ở đây mình thấy thư của mình có đến 55 lá thư luôn nha anh em. Thì ở đây anh em thấy không? Rất nhiều phần quà cho mấy anh em nha. Rồi thì mình sẽ nhận hết, nhận nhanh luôn để mình xem AD cho những gì nha anh em. Thì ở đây mình thấy cho 10 con tướng 3 S nè. Đấy, những cái hộp này cho hộp tướng quá. Hộp trang sức nha anh em. Một set đồ ha. Một set đồ lăng nguyệt. Đấy. Và những phần thưởng khác nha anh em. Rồi thì mình sẽ đi đây nè, con S ha, 3 S nha anh em. Đấy, anh em sẽ được 10 con luôn. Đấy, rất là ngon nha anh em. Đây, cái phần anh hùng nè. Thì anh em sẽ được tặng 10 con tướng 3 S ha. Đấy, rất là ngon nha anh em. Rồi, thì bên phần đồ giám thì mấy anh em có thể xem thêm những cái con tướng ở đây nha. Đấy, khi mấy anh em chơi thì mấy anh em sẽ sở hữu nha anh em. Đấy, rất là nhiều tướng mới, tướng đẹp luôn. Những con tướng 3 S ha. Đấy, rất là đẹp nha anh em. Đây. Đó. Rồi thì mình sẽ vào cái túi đồ nè để mình xem còn những gì nữa nha anh em. Cái này là gì, 4 cái ha. Một bộ đồ nha anh em, đây là một bộ đồ tiềm long vũ khí ha. Thì anh em sẽ nhận lần lượt ra nha anh em. Đây, nhận được cái ha, thì mấy anh em lấy cho đủ set nha anh em. Đấy, một set tiềm long nha anh em, rất là đẹp, rất là mạnh luôn. Đây. Thì anh em có thể lấy hết những cái phần quà, mở hết ra nha anh em. Đấy, server chạy rất là mượt mà luôn, đã được chìa khóa hoàn toàn luôn nha anh em. Anh em có thể chơi cái server mới của con này ha.
Rồi thì rất là nhiều nguyên liệu luôn nha anh em. Anh em có thể lấy ra ha. Thì ở đây cái thần trang nè, đây. Anh em phải chọn thần trang 16 nha anh em. Rồi ở phần này là gói tự chọn nguyên liệu nè ha. Đấy, tặng cho mấy anh em là 30 gói luôn. Đây, anh em có thể chọn và lựa ở đây nha. Đấy. Và vé chiêu mộ là 200 nè. Anh em sẽ đi chiêu mộ tướng ha. Thì có cái vé chiêu mộ à. Đây. Thì anh em chiêu mộ tướng nha anh em. 200 lần nha anh em. Mỗi lần anh em chiêu mộ 10 ha. Thì nó ra được những con tướng XS nè. Đây, XS nè. Đấy, XXR nè. Đấy, rất là ngon nha anh em. Đây. Tỷ lệ ra tướng tướng ngon rất là cao nha anh em. Đấy. Rồi thì sau khi mấy anh em chiêu mộ tướng ship đội hình thì đi chiến thôi nha anh em. Thì anh em sẽ chơi cái server mới nha anh em, server 21 ha. Sẽ chính thức open ngày hôm nay luôn, ngày 18 tháng 6 năm 2024 nha anh em. Rồi thì toàn bộ thông tin và link của con này mình sẽ để trong phần mô tả của video này nha anh em. Anh em vào mà lấy với mình ha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Whenever you need my love, need my love. Whenever you need my love.